đầu cái cái cổ vải của cái mẫu. Eo này chị đang bảo là thừa với chiếc quân làm mẫu khăn nhá. Không có gì phí quá. Làm mẫu khăn nhá. Làm mẫu khăn may may chun 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 cho đẹp nhá. Cho phải đẹp một kiểu cho mình hoàng tốt quá. Vải chị nếu không đang bảo chính là có khi ghét vào may mấy cái áo. Thật chị có nghĩ thừa lại tiếc quá. Mấy hai màu đều thừa. Hai màu đều thừa khoảng 30 phân. Cái vải cái khổ nên chịu thế thôi. Thì hôm ấy chị cũng bảo nó quay thế nhưng nó lại cứ y xì mâu, nó không dám làm sai. Ờ, thôi được rồi. Hay là để chị làm lại một bộ rồi xong em gửi lại cho nó nhé. Thế à, thế chị gửi lại mail. Gửi lại mail cho chị đi, bởi vì xem là có kiểu áo nào có bị sai không. Kiểu áo nào là đính khuy. Để con biết được đúng không? Nhầm rồi.